lại với Cùng Hát Lên Nào. Và ngay bây giờ trên sân khấu chúng tôi chỉ còn lại hai người chơi duy nhất, đó là Thái Dương và Bích Trâm. Ở vòng thi đấu vừa rồi thì Bích Trâm đang sở hữu số điểm cao hơn, cho nên là bạn sẽ là người lựa chọn ca khúc để thi đấu cùng với Thái Dương đây. Hãy chọn một bài hát mà bạn nghĩ là Thái Dương sẽ hát không bằng bạn, hay là một bài hát mà bạn thể hiện tốt nhất. Chúng ta sẽ có hai bài để lựa chọn. Bài hát đầu tiên, xin mời. Nhưng sao đây anh quay trở về, ta còn gì đâu, hoa xưa đã héo trong tim, mối duyên xưa giờ chỉ còn lại mộng thôi, em nay như chẳng đã úa. Thôi anh ơi duyên ta đành lỡ. Đó là Nụ Hồng Mong Manh và bài hát thứ hai. Do sầu nào vỡ nát trong tim, mong người vỗ dắt bao đêm, ngậm ngùi cõi mơ nghe như chơi vơi khi bao yêu đương úa màu. Em đi mang theo vầng trăng khó nào để bầu trời hoài thương nhớ. Em mang con tim anh về đâu? Liều thuốc cho trái tim. Liệu rằng Bích Trâm sẽ chọn Nụ Hồng Mong Manh hay Liều Thuốc Cho Trái Tim? Bạn phải chọn kỹ nha. Bích Trâm xin chọn ca khúc Nụ Hồng Mong Manh. Nụ Hồng Mong Manh, đó có phải là sở trường của em không? Dạ không, trời ơi, nãy em cứ mong là Bích Trâm sẽ chọn cái bài Liều Thuốc Cho Trái Tim. Tại cái bài này hồi đó cách đây 10 năm em đi karaoke em mở, của Lý Hải, em rất thích luôn. Bạn biết chắc chắn là em sẽ hát được bài đó chuẩn hơn, cho nên là bạn chọn bài Nụ Hồng Mong Manh. Và ngay bây giờ hãy cùng đến với phần thi đấu hết sức căng thẳng của Bích Trâm và Thái Dương với ca khúc Nụ Hồng Mong Manh. Anh đem trao cho em nụ hồng, nụ hồng mong manh như sương mai trong gió. Em nâng niu đem hoa về giữ, trong hồn mong sao hoa không phai sắc hương. Nhưng sao hoa kia mau phai tàn, rụng tàn ở trên đôi tay em băng giá. Em nghe như trong tim rạn vỡ nỗi đau, lòng nhạt nhòa một trời sương khói. Anh như chim bay quên đường về, âm thầm mình em với đây với những bâng khuâng. Na na na, còn em ngủ tận trời nào, vui chi nơi xa xôi ấy, anh quên em như quên cánh hoa. Nhưng sau này anh quay trở về, ta còn gì đâu, hoa xưa đã héo trong tim, mối duyên xưa dù giờ chỉ là mộng thôi, em nay như chẳng đã. Sao hoa kia mau phai tàn, rụng ta tới trên đôi tay em băng giá. Em nghe như trong tim dạn vỡ nỗi đau, lắm nhạt nhòa một trời sương khói. Anh như chim bay quên đường về, âm thầm chim ơi, còn mịt mù tận trời nào, anh ngay nơi xa xôi ấy, anh quên em như quên cánh hoa. Nhưng sao nay anh quay trở về, ta còn gì đâu, hoa xưa đã héo trong tim, mối duyên xưa dù giờ chỉ là mộng thôi, em nay như chẳng đã úa. Thôi anh ơi duyên ta đành lỡ. Duyên xưa dù giờ chỉ là mộng thôi, em nay như chẳng đã úa. Thôi anh ơi duyên ta đành lỡ. Tuyệt vời.
trong buổi tối ngày hôm nay đúng không ạ? Họ đã có một cái màn song ca hết sức xuất sắc. Sao nào? Em không biết nói gì luôn. Em hãy bình tâm lại, mình hãy hít thở nè. Hít thở, hít vào, thở ra. Rồi đợi xíu nói nha. Bích Trâm thì sao nè? Em nghĩ gì về cái tiết mục vừa rồi ạ? Em rất là thích tiết mục vừa rồi ạ. Bởi vì là lần đầu tiên em được hát với một người đẹp trai như thế. Lần đầu tiên được hát với một người đẹp trai mà hai bạn đứng xa nhau quá. Lẽ ra cái bài này là hai người phải tới gần nhau hơn. Hai người đứng ở hai bên bờ chiến tuyến như thế này làm tôi thấy là cái cuộc thi này nó hơi căng thẳng đó nha. Nhưng mà không sao. Bây giờ em hãy nói lên cái cảm xúc của mình sau khi em thể hiện bài này. Sau khi em thể hiện cái bài Nụ Hồng Mong Manh thì em cảm thấy hơi mong manh. Và em cần một liều thuốc cho trái tim. Đó là cái cảm xúc của em thiệt luôn á. Em thấy vẫn còn run á. Nụ Hồng Mong Manh không phải là sở trường của em. Vậy thì em nghĩ là liệu rằng mình có cơ hội nào cho cái vòng tiếp theo không? Cái tình huống của em bây giờ rất là thú vị. Là cho dù em đi tiếp hay là em ở lại thì em cũng thấy vui. À, xin lỗi Mon chút xíu. Bởi vì chính bạn Trâm đã trao cho em cái cơ hội để cho em được đứng ở đây. Cho nên là nhờ vậy em mới được hát cái bài này. Cho nên bây giờ nếu mà em không được đi tiếp thì coi như là em có cách để trả ơn bạn Trâm. Còn nếu mà khi em đi tiếp thì em vui rồi. Đợi hậu tạ sao? Còn Trâm, em có nghĩ là em sẽ có cái phần trình diễn tốt hơn Thái Dương không? Em nghĩ là em đã chọn một bài lợi thế hơn cho bản thân mình. Nên là em nghĩ là em sẽ làm tốt hơn. Dạ. Đó là dự đoán của cô ấy. Quý vị ơi, ở vòng thi đấu này thì người có số điểm cao hơn sẽ là người chính thức bước vào vòng thi đấu cuối cùng của chúng tôi, vòng bứt phá. Bây giờ cho Duy hỏi một vài bạn người chơi ở phía dưới nha. My, em nghĩ gì về cái tiết mục vừa rồi và dự đoán của em là gì ạ? Em cảm thấy là một bản song ca tuyệt vời. Sau khi mọi người hát xong thì còn quên mất là mình nên chọn ai là người hát tốt nhất bây giờ. Mà nếu như là để chọn thì em sẽ chọn chị Trâm ạ. Đó là lựa chọn của em. Mon, em chọn ai ạ? Em cũng thích Bích Trâm hơn anh Dương ạ. Không phải là vì thử ra đi mà bởi vì là em nghe cái bài hát vừa rồi thì em chọn như vậy ạ. Cảm ơn em. Còn Ngọc Cara thì sao? Vì cái bài hát này á, là dành cho nữ, cho nên là cũng khá là khó khăn đối với anh Dương. Cho nên là em nghĩ anh Dương đã thể hiện rất là tốt. Em chọn anh Dương ạ. Wow. Đó là những lựa chọn từ những người chơi của chúng tôi. Tuy nhiên, chiếc máy phân tích giọng hát của chúng tôi không biết là như thế nào. Và ngay bây giờ, hãy cùng đến với kết quả. Quý vị và các bạn thân mến, hai người chơi đang ở trước mặt Thanh Duy. Sẽ chỉ có một người an toàn bước vào vòng thi đấu tiếp theo. Họ đã ghi được số điểm là 76 điểm và 82 điểm. Các bạn nghĩ là ai ạ? Bích Trâm ở đây. Bích Trâm, Thái Dương. Các bạn cũng có những dự đoán của riêng mình đúng không ạ? Người chơi sẽ bước vào vòng bứt phá song ca cùng với ca sĩ Giang Hồng Ngọc với 82 điểm. Xin được chúc mừng. Cảm ơn em. Thái Dương, em có chia sẻ gì không ạ? Rất là vui. Rất vui, rất đúng xứng đáng ạ. Rất xứng đáng. Dạ, cảm ơn Thái Dương rất nhiều vì đã đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn em và một lần nữa xin được chúc mừng Bích Trâm. Samsung Galaxy S21 FE 5G hân hạnh đồng hành cùng chương trình.